Em trai Phi Nhung xót xa nhắn gửi chị gái quá cố, sinh nhật gì mà vừa cười vừa khóc. Những chia sẻ của em trai cố ca sĩ Phi Nhung đã khiến nhiều khán giả xúc động. Gần 3 năm kể từ ngày ca sĩ Phi Nhung qua đời, nỗi đau vẫn còn đó, đặc biệt là người thân của giọng ca Bông Điên Điển. Mới đây, nhân dịp ngày sinh nhật Phi Nhung, em trai cố ca sĩ, Tommy đã có những chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân. Theo đó, em trai Phi Nhung chia sẻ, chị yêu. Lần thứ hai tổ chức sinh nhật cho chị mà em vẫn chẳng quen, sinh nhật gì mà vừa cười vừa khóc. Sinh nhật chỉ có lời chúc thầm từ người chúc mà chẳng nhận được câu cảm ơn hay nghe thấy tiếng cười của người được nhận. Chỉ mỗi ánh mắt nụ cười qua tấm ảnh mà thôi. Chị đừng bên đó lại đang mắng em là lì lợm lắm chuyện đấy nhé. Em trai Phi Nhung nói, dù chị gái đã đi xa, song anh vẫn vui vì tin chị luôn ở bên cạnh mỗi giây mỗi phút. Tommy hỏi một câu khiến nhiều khán giả xúc động, mình đâu có cách xa đâu chị nhỉ. Khi tim còn đập, em vẫn còn hơi thở thì trên đời này chị em mình chẳng bao giờ cách xa. Chị của em mãi đẹp. Yêu chị rất rất nhiều. Chúc mừng sinh nhật chị yêu của em. Em trai Phi Nhung kết lại bài viết bằng lời chúc gửi đến chị gái quá cố. Bên dưới bài viết của em trai cố ca sĩ Phi Nhung, nhiều khán giả đã để lại những lời động viên. Nhắn nhủ. Được biết, Tommy là em trai ruột của cố ca sĩ Phi Nhung, được cô chăm sóc, nuôi nấng từ bé. Sau khi mẹ mất, Phi Nhung trở thành chỗ dựa tinh thần cho các em. Vì thế, sự ra đi của Phi Nhung hồi tháng 9 năm 2021 khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả xót xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.